là một thầy giáo thì mình cũng có rất là nhiều những cái trăn trở cho cái sự nghiệp giáo dục của Việt Nam. Thứ nhất là như chúng ta biết, đọc qua các cái phương tiện báo chí truyền thông, ta thấy ví dụ như các anh chị đồng nghiệp ở các tỉnh vùng sâu vùng xa thì cái mức lương mà họ được nhận thì nó chưa có tương xứng được với cái công sức mà họ đổ ra. Và cái giáo dục Việt Nam hiện nay vẫn còn dậm chân rất là thấp so với cái giáo dục khu vực và quốc tế. Và với cái đặc thù của môn tiếng Anh mình đó, là mình là giáo viên tiếng Anh, thì tôi thấy rằng sau khi mà học 7 năm ở bậc phổ thông thì học sinh vẫn chưa có thể nào vận dụng tiếng Anh để giao tiếp, để đọc sách tài liệu một cách thuần thục như ý đồ của những người làm giáo dục. Cái nghề dạy học thì được vinh danh là một cái nghề rất là cao quý, là người kỹ sư của tâm hồn. Chính vì vậy cho nên khi mà dạy học đối với học sinh đó, thì ngoài đưa kiến thức đến cho các em á, thì điều mình trăn trở nhất vẫn là làm sao để các em vừa có kiến thức nhưng mà lại trở thành một cái người công dân tốt. Có nghĩa là các em sẽ có kiến thức đó cho chính bản thân mình, nhưng đồng thời các em luôn luôn có ý thức rằng là mình sẽ cống hiến cũng như sẽ trở đóng góp cho xã hội để có thể làm cho cái cuộc sống của chính mình cũng như của đất nước sẽ ngày càng một tốt đẹp hơn. Mình thích cái nghề giáo và mình coi nó là sự nghiệp, cho nên là mình cũng không hẳn nó là trăn trở, nhưng mà vì được công tác giảng dạy trong một ngôi trường nổi tiếng và lâu đời thì mình thấy mình cần phải nỗ lực học hỏi không ngừng để trở thành một giáo viên tốt. Thêm một cái nữa thì mỗi năm cứ đến ngày 20 tháng 11 nhắc cho mình nhớ một điều, đó là không có nghề nào cao quý hơn nghề nào, mà chỉ có con người làm cho cái nghề nó trở nên cao quý mà thôi. Thì là còn đối với phụ huynh hiện nay thì như thế nào anh? Có khác với phụ huynh trước đây? Phụ huynh ngày nay cũng rất khác xưa anh. Vâng, bây giờ người ta có học hơn nhiều. Dạ, người ta giỏi hơn nhiều anh. Và người ta nhiều khi người ta đặt hàng cho mình để mình dạy con người ta theo ý muốn của người ta chứ không phải ý muốn của mình. Phụ huynh ngày xưa là người ta mọi sự là chăm sự nhờ thầy. Đấy, và tôi nói anh, những cái năm đói kém ở Bến Tre đó mà, tại sao tôi ở lại Bến Tre tôi không về Sài Gòn? Ở nhà có cái gì ăn được, gọi là nó còn sống mà nó ăn được, quý nhất một cái quầy chuối mà trộm chưa kịp đốn thì người ta đốn đến, ta đem đến cho tập thể giáo viên. Đó quan tâm thì thế nào, phụ huynh mà họ gửi con em tới học nhạc với anh thì có phải may mắn cho tôi thế? May mắn cho tôi và đồng nghiệp ở nhạc viện là gì, là học sinh của tôi đều là những em trưởng thành hết rồi, cho nên cái vấn đề mà liên hệ giữa nhà trường với gia đình nó có đơn giản hơn là đối với trường phổ thông. Tôi làm việc với lại sinh viên một cách trực tiếp thôi, nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng có một vài vị là vào đặt hàng nhà trường ứng xử với con em mình theo ý người ta chứ không phải là theo ý của thầy hay của nhà trường. Vâng, thì đó, tôi rất là đồng cảm. Cho tôi nói tiếp một chút xíu. Tiếp một xíu, tại vì tôi nói phụ huynh ngày xưa tôi chưa nói cái phụ huynh ngày nay. Vâng. Ở phụ huynh trường tôi bây giờ anh là cái trường cũng khá là nổi tiếng. Và khi mà đưa được con em vào trường là phụ huynh người ta rất kỳ vọng. Phong bên chữ ký mà. Dạ, người ta kỳ vọng ở nhà trường rất nhiều. Đấy, và người ta mong đợi ra cái kết quả học tập của các em nó phải tốt. Đấy, do đó thì cái áp lực mà đối với anh em giáo viên đứng lớp là thật sự là không dễ chút nào. Làm thế nào để vừa đảm bảo đầy đủ các cái quy chế chuyên môn nghiệp vụ, làm thế nào để hoàn thành tất cả các cái công việc nhà trường giao, và làm thế nào là làm được một người thầy lý tưởng như mình mong ước. Đã kết hợp hài hòa tất cả những chuyện đó lại không đơn giản chút nào, nhất là đối với các em giáo viên trẻ mới ra trường. Thỉnh thoảng vẫn phải có những cái chuyện này chuyện khác mà chính những người thế hệ đi trước như anh em chúng tôi là phải giúp đỡ với hỗ trợ này khác để các em nó yên tâm và nó tiếp tục nó làm cái công việc của mình. Thì dân Việt Nam mình là phần lớn là mê đá banh. Dạ. Thì gần đây là có U19, các em này phần lớn là từ cái trường đào tạo bóng đá Arsenal của anh Đức Hoàng Anh Gia Lai. Như vậy thì qua cái hiện tượng này thì tôi không biết là nhà giáo dục như anh có nhận xét như thế nào. Qua một vài cái phát biểu của anh Đức mà tôi theo dõi trên báo chí thì tôi thấy anh có cái tâm với bóng đá anh, và anh có cái tâm nhìn đối với lại cái giáo dục cái thế hệ cầu thủ. Bởi vì thứ nhất là ảnh luôn giáo dục các em nó phải đá bằng cách trung thực, đá trong sáng, đá bằng cái tài năng của mình. Với một nghệ sĩ như anh, là một thầy giáo như anh Tâm thì anh có thấy rằng là ngay cả bóng đá
Việt Nam của mình cũng có nhiều tài năng trước đây, nhưng cái nó vẫn thiếu một cái gì đó. Có phải chăng cái gì đó là cái mà cái lứa U19 của Arsenal hiện nay đang có? Nghĩa là dù là bất cứ một ngành nghề gì trong xã hội cũng phải khởi đi từ giáo dục. Anh có đồng ý quan điểm đó không? Tôi hoàn toàn đồng ý như vậy. Vâng. Bởi vì nghệ thuật là để hướng tới cho người ta tâm hồn người ta tốt đẹp hơn, đem tới những cái điều tốt đẹp hơn cho tâm hồn mọi người, chứ không phải chỉ là để giải trí đơn thuần. Và tôi nói thế này, tài năng thì nó vô hạn, tài năng vô hạn. Thế hệ này tài năng, thế hệ sau sẽ tài năng hơn. Vấn đề ở đây là anh làm đóng góp được điều gì cho xã hội nó tốt đẹp hơn, chứ không phải anh chỉ thể hiện những cái trò đẹp mắt mà thôi. Bởi vì tôi nghĩ là cái trò đẹp mắt, những cái tiết mục đẹp mắt, những cái giọng hát hay rất cần cho cuộc sống. Nhưng cái giọng hát đó nó phải hướng tâm hồn của con người đến cái thiện, cái đẹp, thiện đó sẽ trọn vẹn. Có thể hơi anh ngắn hơn một chút, có thể giọng anh yếu một chút, nhưng mà cảm xúc và những cái điều hướng thiện, những cái thiện mỹ trong cái tiếng hát của anh giúp cho người ta có như cảm hóa luôn, cảm hóa cuộc sống thì điều đó tốt đẹp hơn. Chứ còn bây giờ anh giỏi thì sẽ có người khác giỏi hơn. Vâng, vâng. Anh hay thì sẽ có người khác hay. Vâng, thì nhân cái dịp này không biết là tôi có một cái đề nghị, không biết anh Tâm có thể giúp tôi không. Có nghĩa là tôi nghĩ là khán giả cũng biết anh Tâm rất là nhiều. Có thể là nhân cái ngày nhà giáo, có thể anh hát một vài câu để mà tặng là các nhà giáo và khán giả không ạ? À? Đây là hơi ép anh đấy. Dạ không, cũng không phải là ép đâu, bởi vì công việc chính của tôi là hiện giờ là dạy hát, và tôi cũng là người đứng trực tiếp hát trên sân khấu, và được hát là niềm vui của tôi. Chứ tôi muốn gửi tới anh Châu, anh Danh và cùng tất cả quý vị một hai câu. Vâng. Đó là bài Người Giáo Viên Nhân Dân. Người Giáo Viên, dạ, Nhân Dân. Người Giáo Viên Nhân Dân. Bài này là một cái, mọi người biết đây là cái hình ảnh rất đẹp về một cô giáo rất là xinh xắn, có tấm lòng với học sinh, với đất nước. Trên những nẻo đường của Tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa luôn đậm màu sắc hương, có những bài ca nghe rao rực lòng người. Bài ca ấy, loài hoa ấy, đẹp như em, người giáo viên nhân dân. Vâng. À, đấy là cái bài hát mà tất cả tôi nghĩ là những người đã từng đi dạy, wow, đi học, và những em học sinh đều đã nghe. Nhân ngày 20 tháng 11 thì em xin kính gửi đến quý thầy cô lòng biết ơn, những tình cảm đặc biệt và sự tri ân sâu sắc nhất. Kính chúc quý thầy cô luôn khỏe mạnh, hạnh phúc trong cuộc sống và thành công trong sự nghiệp trồng người của mình. Em không dám hứa, nhưng mà em trong thâm tâm của em chắc chắn là sẽ luôn cố gắng học tập, phấn đấu đạt được những kết quả thật tốt để thầy cô có thể tự hào khi có những người học trò thành đạt và trở thành những người công dân có ích cho xã hội. Tụi em muốn chúc thầy cô là có một sức khỏe dồi dào và luôn giữ cho mình một niềm nhiệt huyết để có thể truyền đạt những bài học hay và quý giá đến cho những các thế hệ sau. Chúng em yêu thầy cô nhiều lắm. Trước giờ thì mình thường được nhận rất là nhiều lời chúc chân thành từ các em. Cho nên hôm nay nhân ngày 20 tháng 11 thì mình là một giáo viên cũng nhân tiện đây sẽ gửi đến các em một lời chúc. Đầu tiên đó là chúc các em học sinh có được một cái sức khỏe tốt. Thứ hai là các em luôn luôn nhớ những điều mà thầy cô truyền dạy, đó là những tâm huyết, những điều rất muốn cho các em tốt lên. Cho nên chúng ta phải lắng nghe. Và thứ ba đó là chúc cho các em có những cái kiến thức càng ngày càng sâu rộng tốt hơn, để khi mình ở trong cuộc trong môi trường học đường cũng như khi mình ra ngoài cuộc đời, mình sẽ đối diện với cuộc sống một cách tự tin nhất. Nhân ngày 20 tháng 11 thì thứ nhất là tôi xin gửi cái lời chúc mừng đến các anh chị đồng nghiệp. Thứ hai là với học sinh thì thầy mong rằng thì các em có tìm được những cái niềm vui, những cái hứng thú trong học tập, và các em học tập thật tốt để góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của Việt Nam vươn lên tới tầm khu vực và quốc tế.
Quý vị đã đang theo dõi chương trình 45 phút và qua cái bài hát mà thầy giáo và nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm hát, thì tôi nghĩ rằng tôi không có cái lời kết nào hay hơn cái bài hát đó. Và chúng tôi xin tạm biệt quý vị và mong được gặp lại quý vị trong những chương trình 45 phút tiếp theo. Nhân dịp xin cảm ơn Tâm.